Thưa quý vị và các bạn, được sự nhất trí của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, Thường trực Huyện ủy Tân Lạc, ngày 18 tháng 10 năm 2024, Trường Trung học Phổ thông Mường Bi long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường 18 tháng 10 năm 1994, 18 tháng 10 năm 2024. Đây là dịp giáo dục truyền thống cổ vũ động viên các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đã và đang công tác và học tập tại nhà trường. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho địa phương và tỉnh nhà. Dự lễ kỷ niệm về phía đại biểu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình; đồng chí Đinh Công Sứ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình; nhà giáo Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban thi đua khen thưởng tỉnh. Về phía đại biểu huyện Tân Lạc có đồng chí Bùi Văn Tinh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư huyện ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tân Lạc; đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Lạc; đồng chí Vương Đắc Hùng, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Giáo dục tỉnh Hòa Bình, các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí lãnh đạo các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các trường trung học phổ thông, các trường dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, các đồng chí đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện, đại diện các xã thị trấn, các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị của tỉnh đứng chân trên địa bàn, các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh, đại diện các trường tiểu học và trung học cơ sở, các trường mầm non trên địa bàn huyện. Làm giàu thêm truyền thống tốt đẹp của nhà trường, có nhà giáo Đào Thu Hiền, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, cùng các đồng chí nguyên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường qua các thời kỳ, các đồng chí trong ban chi ủy, ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn, các ông bà đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, các đồng chí giáo viên, nhân viên và các thế hệ học sinh của nhà trường. Sự đưa tin có các đồng chí phóng viên, thông tấn, báo chí của tỉnh và huyện. Trong không khí trang trọng của buổi lễ, tôi xin thay mặt cho hơn 900 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nhiều năm qua đã đặt trọn niềm tin, theo sát chỉ đạo, tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho đất nước. Tôi cũng xin được cảm ơn các ông bà là cha, là mẹ, các em học sinh đã đặt niềm tin vào nhà trường, đã lựa chọn nhà trường là nơi học tập tin cậy của con em mình. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã công tác tại mái trường này, đã xây những viên gạch đầu tiên vững chắc, đã xây dựng những truyền thống vẻ vang, đã xây dựng kỷ cương nền nếp nhà trường để hôm nay chúng tôi, thế hệ sau, được tự hào tiếp bước. Xin được chuyển lời cảm ơn đến các thế hệ học sinh đã trở về hội ngộ với bạn bè và thầy cô, dành sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần cho nhà trường. Điều này vô cùng ý nghĩa, làm tăng thêm giá trị đoàn kết, thương yêu, tôn trọng giữa các thế hệ học sinh, làm giàu thêm truyền thống tốt đẹp của nhà trường và góp phần vào sự thành công của lễ kỷ niệm hôm nay. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đinh Công Sứ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình chúc mừng những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo định hướng trong thời gian tới để nhà trường tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích cao, trở thành địa chỉ tin cậy gửi gắm con em của nhân dân trong vùng. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức gắn chặt chẽ giữa dạy chữ với dạy người, giáo dục kỹ năng sống, lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật của học sinh với bạn bè, gia đình, tập thể và xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng đảng trong nhà trường, tăng cường kỷ cương nề nếp trường học, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, kiên quyết không để ma túy, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, phấn đấu xây dựng nhà trường điểm sáng văn hóa xã hội trên địa bàn của huyện Tân Lạc, đồng thời là đơn vị tiên tiến xuất sắc về mọi mặt với khối các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh. Tập trung
phát triển đội ngũ nhà giáo, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng giáo viên, tạo mọi điều kiện để cán bộ, giáo viên có điều kiện phấn đấu vươn lên trong công tác và giảng dạy. Phấn đấu hàng năm có nhiều học sinh giỏi, tạo một bước đột phá mới về chất lượng giáo dục đào tạo, bồi dưỡng học sinh có tố chất, kiến thức và năng lực, tạo tiền đề để đào tạo nguồn cán bộ cho tỉnh và đất nước. Ngành giáo dục và đào tạo, các sở ngành liên quan, các cấp ủy đảng, chính quyền của huyện Tân Lạc cần quan tâm hơn nữa đến trường Trung học Phổ thông Mường Bi, tạo điều kiện để nhà trường tiếp tục phấn đấu, giành nhiều thành tích cao hơn, xứng đáng là ngôi trường có truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh, đáp ứng lòng mong muốn và tin yêu của Đảng, chính quyền và nhân dân huyện Tân Lạc. Đến dự và chúc mừng lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhà giáo Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tân Lạc, đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Lạc và đồng chí Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã tặng nhà trường những lãng hoa tươi thắm. Chúc nhà trường phát huy truyền thống dạy và học là địa chỉ đỏ về giáo dục của huyện nhà. Ghi nhận những thành tích đã đạt được của nhà trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tặng bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo, tư vấn định hướng nghề nghiệp giai đoạn 2019-2024, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Thưa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình cho trường Trung học Phổ thông Mường Bi. Cũng nhân dịp này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã tặng giấy khen cho 6 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong 30 năm xây dựng và phát triển trường Trung học Phổ thông Mường Bi. Thưa ủy quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, nhà giáo Nguyễn Quang Minh, Phó Giám đốc Sở đã trao giấy khen cho 6 cá nhân, bao gồm nhà giáo Nguyễn Thị Son, giáo viên sinh học, nhà giáo Nguyễn Thị Kim Liên, giáo viên hóa học, tổ trưởng chuyên môn, nhà giáo Trịnh Kim Oanh, giáo viên giáo dục thể chất, nhà giáo Nguyễn Thị Hồng Lý, giáo viên sinh học, nhà giáo Nguyễn Lương Tuyên, giáo viên giáo dục thể chất, đồng chí Đỗ Thị Thơm, nhân viên văn thư lưu trữ. Vui mừng trước sự đổi thay và lớn mạnh của nhà trường, các đồng chí nguyên là cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tự hào vì được đóng góp công sức, trí tuệ trong trang vàng truyền thống của nhà trường. Chúng tôi, những cán bộ, giáo viên, nhân viên đã nghỉ hưu hoặc đã chuyển công tác, luôn tự hào và coi trường Trung học Phổ thông Mường Bi là mái nhà chung, là nơi để nhớ, để đi về, để cuộc sống này đầm ấm hơn, lòng chúng ta thanh thản hơn. Hy vọng rằng với truyền thống 30 năm hình thành và phát triển, thầy và trò ngày càng phát huy các thế mạnh của mình để xây dựng nhà trường phát triển không ngừng, xứng danh là ngôi trường của trung tâm nền văn hóa hòa bình rực rỡ. Tri ân những đóng góp to lớn của các nhà giáo, nguyên là cán bộ quản lý nhà trường qua các thời kỳ. Nhân dịp này, nhà trường đã có những bó hoa tươi thắm thay lời tri ân tặng nhà giáo Nguyễn Đình Vụ, nguyên Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường. Nhà giáo Trần Thị Tiêu, nguyên Phó hiệu trưởng trường liên cấp 2, 3 vùng Mường Bi. Nhà giáo Nguyễn Anh Tú, nguyên Phó hiệu trưởng. Nhà giáo Dương Ngọc Loan, nguyên Phó Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng. Nhà giáo Đỗ Minh Tuấn, nguyên Phó Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng. Nhà giáo Phùng Quang Hưng, nguyên Phó Bí thư chi bộ, nguyên Phó hiệu trưởng nhà trường. Trong 30 năm qua, biết bao thế hệ học sinh đã trưởng thành từ mái trường Trung học Phổ thông Mường Bi, ngày trở về với bao kỷ niệm cùng những cảm xúc bồi hồi, xúc động. Thời gian trôi qua, nhờ có thầy cô mà những cô cậu học sinh chúng em ngày nào giờ đã trưởng thành. Giờ đây, mỗi người đã có con đường đi riêng cho bản thân, có bạn đã gặt hái thành công trong sự nghiệp quản lý lãnh đạo tại các cơ quan nhà nước, có bạn là lao động tự do, cũng có những bạn tiếp tục nối bước các thầy cô ngày ngày đứng trên bục giảng, tận tụy vun đắp cho sự nghiệp chồng người. Những thế hệ học sinh Mường Bi đã, đang và sẽ tích cực đóng góp cho quê hương đất nước.
dù cho tung cánh muôn nơi, ơn thầy tình bạn nghĩa trường không quên. Giờ đây, sau 30 năm xây dựng và phát triển, mái trường xưa như được khoác thêm chiếc áo mới, uy nghi, bề thế, tọa lạc giữa trung tâm vùng đất cổ Mường Bi để đón nhận và chờ biết bao thế hệ học trò cập bến. Các thế hệ học sinh chúng em sẽ luôn hứa sống tốt hơn, làm việc có ý nghĩa hơn để xứng đáng với công ơn dạy dỗ của các thế hệ thầy cô giáo và những truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Nhà trường xin đón nhận những ý kiến chỉ đạo, những phần quà ý nghĩa và tình cảm chân thành của quý vị đã dành cho nhà trường. Sự hiện diện của quý vị trong buổi lễ hôm nay là niềm cổ vũ, động viên to lớn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa nhà trường ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, của đất nước. Thay mặt nhà trường, tôi xin hứa tập thể sư phạm trường Trung học Phổ thông Mường Bi sẽ tiếp tục cố gắng, sẽ nỗ lực phấn đấu để xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia, xứng đáng với kỳ vọng của các cấp lãnh đạo về một địa chỉ giáo dục tin cậy nằm ở trung tâm văn hóa cổ Mường Bi, trường Trung học Phổ thông Mường Bi.